Thêm tóp, cái này cũng có tóp mỡ nữa. Dạ không, cái này có hành, à, hành phi, tỏi phi thôi ha. Rồi, thêm tỏi phi, à, tiêu, rồi đem ra cua bánh chén, nhìn dạ, rất là ngon luôn. Dạ. Trời ơi, cô chú anh chị nhìn nè, nguyên cái nồi lẩu chà bá lửa luôn. Đây, đặc biệt là mỗi cái khúc xương này người ta sẽ cho mình thêm một cái ống hút để mình hút cái tủy ở bên trong nữa. Và thêm một cái dĩa rau rừng. Cái rau này là rau gì lại? Dạ, cái lẩu nhìn đẹp quá. Cái lẩu rất là đẹp nhưng mà bây giờ mình phải ăn thôi. Ui trời ơi, nó bự vậy đó hả? Ừ, thịt nhiều lắm. Trời ơi, rút một cây ra này chà bá lửa luôn. Rồi. Ngon quá. Ha. Rất là ngon luôn. Dạ. Yeah. Không có mà bán chiều giờ từ chối rất là nhiều rồi. Dạ, yeah, tại không có hàng. Không có hàng anh. Dạ. Yeah. Không có hàng đâu, nhiều người không biết, họ cứ tưởng là nhiều chứ. Nhiều khi mà thứ bảy chủ nhật đúng không? Giờ này yeah, tới là hết lẩu rồi. À. Dạ, hết lẩu thì nhiều khách họ tới họ cũng hơi khó chịu với mình đó. Dạ. Yeah. Hiện tại là em đã tới cái quán bánh canh Trảng Bàng Tây Ninh. Địa chỉ là 38 Đồng Tâm, phường 4, thành phố Đà Lạt nghe cô chú anh chị. Thì giờ là trong quán thì rất là đông. Bữa nay đi về nhiều quá không nhận nữa. À không nhận nữa. Vậy là tính ra là bán không kịp luôn rồi. Đắt dữ lắm luôn. Cái menu nè. Đây thì có bánh canh. Bánh canh trộn 45.000, bốn bánh canh thịt bắp 35.000. Rất là nhiều loại bánh canh luôn. Bánh canh bắp bò 50.000. Bánh canh đuôi 45.000. Canh siêu quách hai tô 60.000. Thì có bánh canh em bé thế nè. Vậy hả? Cái lẩu đó là... Ủa cái lẩu đó nằm bên đâu? Cái lẩu nó nhỏ rồi. Bên này hả? Ôi quá. Ừ, quá trời nhiều luôn. Cái này là thịt bắp heo, cái này là cũng là cái lẩu luôn hả? Dạ không ạ. Cái này là bánh tráng xương cuốn rau rừng là toàn bộ khúc này. Còn cái này là lẩu, lẩu bao tử hầm tiêu với là lẩu xíu bắp rau rừng. À. Lẩu bao tử hầm tiêu. Dạ. Có giá là 250.000 đến 300.000 đồng một cái. Giờ cho cái lẩu xí quách tủy rau rừng cái 200.000 thôi. Dạ rồi. Còn có thêm món thêm. Cái này là ăn không hết rồi đó. Nhiều lắm đúng không? Phải 4 người phải không? Cái đó là tầm ăn mạnh thì 3 người ăn hết. Ăn mạnh mới 3 người rồi, bây giờ có 2 người sao? Không, cứ biết mình có đem về. Dạ đúng rồi. Có đem về đúng không? Sao bên em có đem về. À. Dạ. Bên đây là có nước uống. Cái này quán mình bán từ lúc mấy giờ tới mấy giờ chú? 9 giờ rưỡi. 9:30 tới 10 giờ đêm anh. À, tới 10 giờ đêm luôn. Cuốn nữa hả? Cái này là bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn nữa. Bằng Tây Ninh đây con. Dạ, mình chén cuốn này có thêm là mình chỉ cuốn với rau rừng thôi. Cuốn rau rừng. Dạ, đặc biệt á. Đặc sản ta. Dạ, vậy là bữa sau chắc con quay lại ăn cái món bánh cuốn. Bữa nay ăn lẩu là con thấy chắc ăn không hết luôn. Nước súp lẩu hay gì chị? Dạ, nước súp anh. Dạ. Này bán tới 10 giờ tối lận. Dạ đúng. Này quán của mình là mở được bao nhiêu năm rồi chị? Mở được 2 năm rồi đó. À 2 năm. Rồi thấy cái người rất là nổi tiếng luôn á. Dạ. Cũng có nhiều người biết tới. Chung là trời thương nên là. Dạ. Là hợp khẩu vị mọi người nên là khách đông. Dạ. Còn phía bên đây là những nồi nước súp, nồi này là để nấu gì chị? Dạ, cái này để chỉ chụp bánh canh thôi. Chụp bánh canh, còn phía bên đây là huyết nè. Dạ, bánh canh. Huyết, bên đây là bánh canh. Có đùi heo nè. Dạ, đem anh.
đuôi heo rồi móng heo, bò, thịt heo. Cái đuôi heo này thường làm món gì chị? Dạ thường thường đuôi nó trong lẩu luôn. À trong lẩu luôn, là lẩu chi quách nó có cái này nữa. Dạ đúng rồi, sẽ có tập phẩm vài cái để trong. Dạ. Số lượng nó không có nhiều nhưng mà một cái lẩu nó sẽ có được một hai cái đuôi. Dạ. Tập phẩm để khách hàng thích ăn cái gì đó ăn. Dạ. Thích ăn đuôi thì có đuôi. Đuôi rồi có huyết nữa ha. Dạ đúng rồi. Vô phía bên đây là cái này là món gì? Dạ, bò da bò nặng nhiều ta. Bò lợn lột với bò mỡ chai. Bò mỡ chai. Dạ này bò lợn lột, cái này bò mỡ chai, nó bò mỡ chai mình đã làm. À bò mỡ chai, bò mỡ chai là sao ta nghe rất là lạ. Dạ. Bò cuốn lá lốt rồi nè, để cuốn bánh chén. Để có cái lò đốt này tiện quá ha. Dạ dạ. Cái này đốt than là nghi ngút à. Ôi. Trên anh mình bấy ẩm luôn. Nhiều món lắm. Nguyên một mâm xí quách luôn. Giờ này chị chuẩn bị cho mình cái nồi lẩu nè. Vậy là thường là một cái lẩu 200 vậy là bao nhiêu cái chị? Dạ nó tùy anh, nếu nó to thì mình 4 cái, mà nó nhỏ thì mình làm 5 cái. À. Rồi sẽ thêm thập cẩm nữa. Dạ. Đây là cái lẩu 200 ngàn, lẩu xíu quách được thêm mấy khúc. Cái đó là giống như xương ha. Dạ đúng xương rồi. Cho nó ngọt. Cái này dắt vô trong đây chị mới tự chế ra ha. Sáng dạ, tạo thêm. Tại vì bước đầu thì em bán bánh canh xí quách không? Dạ. Thì sau này mình kết hợp với rau rừng là mình nhờ người đồng bào họ vào trong rừng họ dạ. Lấy. Dạ. Thì nó sẽ có cái món lẩu xí quách rau rừng. Mình thấy là rất là nhiều thịt luôn. Ở đây thì cứ 200 anh có quay cũng chừng đó mà khách không vào quay ăn cũng chừng đó. Cũng dạ. Chừng đó ha. Dạ, khách họ trải nghiệm họ đều đánh giá vậy hết. Dạ, chứ em thấy quá trời luôn rồi. Dạ, chứ mình không có bỏ thêm bỏ bớt gì đâu. Và nhiều thịt luôn nha. Thôi khỏi bao huyết rồi chị. Không huyết rồi. À, dạ khỏi. Có huyết nữa nhưng mà mình không để. Huyết này là huyết mềm á. Dạ. Đó, giờ đây chị bắt đầu sắp thêm củ cải trắng vô nè. Nhìn là bắt đầu hấp dẫn lên rồi đó. Có thêm ớt nữa hả? Dạ, chút xiêm nữa. Dạ, chút liệu. Dạ. Giờ chị múc nước lẩu lên. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Cái này cái sườn này cái xíu quách này lâu chắc nó thịt nó mềm ha, hầm dạ, lâu. Dạ đúng rồi. Có nghe thời tiết là có một cái vô nước liền mình hâm lại một cái nữa. Dạ. Rồi là nói chung là trời quá chừng cái nồi này luôn. Chứ đúng là phải 4 người mới đúng. 4 người ăn mới hết. Cũng tùy mỗi người một sức ăn của mỗi người. Giờ ta thêm gạo thơm, gạo mùi, có thêm hành nữa nè, rồi thêm tỏi phi, hành phi nữa, rồi nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi cái này là cái đó là tóp mỡ, thêm tiêu, rồi thêm ống hút nữa hả? Rồi, rất là đặc biệt luôn nghe. Thì mấy cái ống hút này chắc là mình hút cái tỉ ở trong á. Ôi quá đặc biệt, cẩn thận nha. Thấy đầy quá đầy rồi đó. Giờ này ra đây để thưởng thức cái món này coi. Giờ này ở trong quán cũng rất là đông khách luôn. Em ơi coi cái lẩu nè. Sao ăn hết? Đây là chị cũng đang chuẩn bị một cái lẩu khác cho khách nè. Cái lẩu giống của mình nè. Nhìn rất là đặc biệt, rất là ngon. Một ngày bán chừng 100 cái lẩu này không em? Hơn luôn. Hơn luôn. Nãy giờ vô cũng 4-5 cái rồi. Giờ đây mình sẽ coi chị làm cái tô bánh canh. Bánh canh Tráng Bàn Tây Ninh, đặc sản của Tây Ninh. Bánh canh thì mình để thịt lát này hả chị? Dạ
Dạ đúng rồi, bánh canh xí quách thì có thịt lát chứ lại có tí có tô xí quách nữa. Dạ có xí quách nữa, tô xí quách riêng hả? Dạ, đúng rồi. Tô bánh canh này nè. Một phần này với thêm tô xí quách nữa là bao nhiêu tiền hả chị? 60 anh ạ. 60 nghìn. Nhưng mà rất là nhiều thịt luôn. Phải hai tô luôn hả? Tô xí quách em ơi. Tô xí quách kèm theo tô bánh canh này. Đang kèm theo cái tô này luôn. Có giá là 60.000 đồng. Nếu như mà cô chú anh chị ghé đây không có ăn lẩu thì ăn tô bánh canh này thôi là cũng no nếu mà đi một người. Có cái ống hút hút nữa. 60.000 đồng. Rất là rẻ luôn. Hiện giờ trong quán thì rất là đông khách luôn. Đây là một phần bánh canh nữa nè. Này, hủ tiếu hả? Nhưng mà nấu cũng giống nhau phải không? Chỉ có sát khác cái cọng thôi. Gia vị này kia cũng bị ghen nhau mà. Cũng nồi một nồi súp thôi. Rồi. Đây là cái phần người ta chuẩn bị. Cái này là cuốn bánh chén hả chú? Cái này là một phần cuốn này con. Dạ. Hồi nãy em thấy cá thầy tượng nữa. Cá thầy tượng thì ai đặt thì chiên? Dạ, đặt mới chiên. Sống. Dạ. Cá thầy tượng sống nuôi dưới hồ á. À, đặt xong mới đặt là mới chiên. Đấy, cuốn bánh chén chung với cái này ha. Rất là ngon luôn. Cái này là chắc cuốn bò lá lốt hay là rau rừng? Rau rừng. Dạ. Cái này là một phần cuốn bắp heo. Rồi mình cuốn với thịt gì? Bắp heo, thịt bắp heo. À bắp heo. Heo với bò. Dạ. Khách dạ. Ăn cái gì là kêu bên đấy. Dạ. Mình có bắp heo, bắp bò, tai heo. Dạ. Hai đầu da. Dạ. Để coi cái phần heo coi nó bao nhiêu. Cái phần này mới khách mới tới chắc cũng đợi một tí mới có. Dạ, đang làm trong kia hả gì chú? Đang một đĩa đang ra. Dạ. Nó đang nè. Dạ. Giò rút xương ấy. Giò rút xương. Đúng rồi. Mình giống như bó lại ha. Đúng rồi, bó. Có cuộn kia kìa. Đây, cái này là giò bắp heo nè. Đây là bò. Bò. Bò đó. Bò bó. Còn cái này là heo nè. Dạ, cái này là heo đó. Đó. Đây, bây giờ là sắt ra. Dạ, đúng rồi. Rồi cuốn bánh chén. Đây là cái máy cắt này, đây là lần đầu tiên thấy. À, cắt là để tới đi lui vậy hả? Dạ đúng rồi. Cắt rất là chuẩn xác luôn ha. Rất là chuẩn luôn. Cái miếng thịt là chị cắt từ cái bắp bò, bắp heo này nè. Đây là chị đang sắp cái phần cuốn bánh chén. Vừa có thịt, vừa có miếng da, vừa có một ít mỡ. Cuốn bánh chén. Giò rút xương. Dạ, giò rút xương. Rất là đều. Một phần cuốn bánh chén gì là bao nhiêu tiền chị? 135 ngàn. Một phần như thế này được khoảng 2 người ăn nè. Dạ, nói cái này vậy nè. Có cái này không chị? Dạ, con bò là họ kêu riêng. À, kêu riêng. Ví dụ như họ kêu bò thì mình rước bò. Dạ. Còn nếu mà không có bò thì... Cắt tiệm. Ăn bao nhiêu người khác. Dạ. Chứ mình không cắt sẵn rồi nó sẽ bị khô thịt. Dạ. Cái này là trụng lại hay chị? Trụng cái nồi trụng mà. À, cái này là chị trụng lại cái phần thịt mới cắt ra nè. Trụng gì vậy thì nó nóng. Thì dạ, lúc nào cũng trụng. Giờ này chị cắt cái phần bò này cho cô chú anh chị coi nè. Cái máy cắt này rất là đặc biệt luôn. Đây là có hai phần heo, một phần bò nhỏ em ơi.
cái da dày thiệt mà nó nhìn nó bóng bóng ha. Dạ. Chắc ăn nó giòn hả chị? Giòn giòn á. Dạ. Nó sập 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 á ha. Bữa nào em quay lại em ăn món này ha. Tại bữa nay phải ăn cái món mà đặc biệt nhất của quán. Bữa nào quay lại đây ăn cú bánh chén. Rồi cái này chị chụm nữa nè. Cái cách chụm của chị cũng rất là đặc biệt nha. Kẹp cái này lại. Đừng có văng ra. Sau đó chỉ là chế nước nóng qua thôi. Dạ. Dạ. Rồi vậy là nóng rồi đó. Văng ra là rất là ngon luôn. Như mới. Rồi thêm tôm, cái này cũng có tôm mỡ nữa. Dạ không, cái này có hành à, hành phi, tỏi phi thôi ha. Rồi thêm tỏi phi, à, tiêu. Rồi đem ra củ bánh chén nhìn dạ, rất là ngon luôn. Còn gì là 130.000 thêm chút. Đó. Hình như còn một dĩa rau nữa phải không? Dĩa rau đem ra bàn rồi. Dạ. Sáu luôn. Đây là một phần cú bánh chén này. Rất là hấp dẫn luôn. Cái mâm rất là bự. Rồi rồi. Rồi. Một cái món này chỉ có quyết thôi hả? Dạ, quyết chén. À dạ. Rồi có cái món quyết không luôn. Chỉ có quyết thôi. Giờ này thấy khách vô khá là đông. Cái này bà chủ giờ tới 9-10 giờ đông. Dạ. Lúc khuya đông hơn hả chị? À, dạ không, ở đây nó họ chỉ ăn khoảng tầm 8-9 giờ thôi. 8 giờ. Khuya thì chỉ lát đác thôi. Khoảng dạ, tầm 9 rưỡi bắt đầu bên mình đã dọn rồi. À dạ. Này chị đang chuẩn bị một cái lẩu mới nè. Dạ. Ăn được hết xí quách luôn hả? Một ngày bán chừng khoảng mấy trăm cái lẩu này chị? Không có mấy trăm đâu anh, 100 hơn thôi. Hơn 100 cái lẩu. Dạ. Có nghĩa là dạ, mình không nhận á. Dạ. Mình chỉ có gói gọn trong vòng chừng đó thôi, không hơn được. Dạ. Có nghĩa là hàng của mình không có nhiều đâu anh. Những dạ, ngày nó không có bao nhiêu hết trơn. Dạ. Ngoài ra thì có bánh canh nè, nhiều món khác nữa. Rồi cuốn cuốn bánh tráng, nhiều thứ lắm. Nhưng mà riêng cái lẩu này là hơn 100 cái lẩu này. Hơn 100 cái. Dạ. Không hơn nữa. Không có mà bán chiều giờ từ chối rất là nhiều rồi. Dạ. Cái chị găng tay đi em ơi. Cái này là chị phải từ chối. Đi trễ là không có ăn luôn á. Không có. Không có bán. Dạ, tại không có hàng. Không có hàng anh. Dạ. Không có hàng đâu, nhiều người không biết, họ cứ tưởng là nhiều chứ. Nhiều khi mà thứ bảy chủ nhật đúng không? Giờ này dạ, tới là hết lẩu rồi. À. Dạ, hết lẩu thì nhiều khách họ tới họ cũng hơi khó chịu với mình á. Dạ. Nhưng mà không có biết được là cái vấn đề là cái này em bán giới hạn thôi. Dạ. Không có nhiều. Dạ. Không có thì ăn bánh canh đỡ. Dạ. Bánh canh hủ tiếu. À, soạn thêm một cái lẩu mới nữa. Dạ, cũng nhiều chứ không phải là dạ. Em nhớ xí quách là giống như cái giống cái quạt á, nạc nạc dạ, á. Dạ đúng rồi. Còn cái này là gọi xương chì á. Dạ. Nhất này người ta sẽ để thêm một ít gia vị, ớt nè, rau nè, hành. Số 9 chưa chị, số 9 là bàn mới. Và đặc biệt là thêm hai mấy cái ống hút nữa. Cái điều đặc biệt của món này là có cái ống hút nhìn rất là lạ mắt luôn. Em ơi, cái bàn có con cá là có lẩu chưa? Rồi chị ơi. À, cô chú anh chị coi cái lẩu của mình nè. Hôm nay thì hai đứa vô đây để ăn cái này để giới thiệu với cô chú anh chị biết.
Còn bình thường nếu như mà muốn ăn cái lẩu này thì cô chú anh chị đi 4 người nha. 4 người là ăn gạch dừa. 4 người mình có thể gọi thêm món khác nữa, hoặc là thêm topping thêm. Chứ còn cái này là nó quá nhiều luôn à. Cô bên kia cũng cái lẩu kìa. Cũng 2 người cái lẩu. Cũng 2 người cái ngon lẩu. Cô nhắm 2 người ăn hết nổi không cô? Ăn từ từ kìa. 4 người hả cô ha? Ừ, 4 người nè, bên đó cô chú cũng cái lẩu ghen mình luôn. Ăn từ từ. Nhìn cái lẩu quá. Ăn nè, mình câu giờ cho cái bao tử nó tiêu. Mình làm cái nước mắm nè để mình chấm. Cái này người ta làm cho mình hay mình tự làm nha? Ta đem ra cho mình đó phải không? Ủa cô, cái con chưa ăn mà thấy cái ngon không cô? Dạ. Trời ơi, cô chú anh chị nhìn nè, nguyên cái nồi lẩu chà bá lửa luôn. Đây, đặc biệt là mỗi cái khúc xương này người ta sẽ cho mình thêm một cái ống hút để mình hút cái tủy ở bên trong nữa. Và thêm một cái dĩa rau rừng. Cái rau này là rau gì là em cũng không biết nè. Có em biết cái rau này nè. Nãy có tên nhưng mà chưa có đọc. Này có em biết cái rau này. Rau này là ở nhà em có trồng. Gọi rau rừng. Rau rừng. Còn cái phía bên này có miếng rau má nữa nè. Rau má này thì ở ngoài rừng thông em thấy cũng có trồng nữa. Còn cái rau này nó rất là lạ, không biết loại này rau này rau gì. Gọi chung là rau rừng thôi. Và bây giờ thì cái này thật sự luôn là nó quá sức với mình. Nhưng mà mình quay cho cô chú anh chị xem thì mình kêu một cái lẩu này nè cho nó hấp dẫn. Mà em thấy cái giá 200.000 mà một cái nồi lẩu như thế này là em thấy khá là rẻ cô chú anh chị. Bây giờ em rút một miếng nha. Nè, cái lẩu nhìn đẹp quá. Cái lẩu rất là đẹp nhưng mà bây giờ mình phải ăn thôi. Ui trời ơi, nó bự vậy đó hả? Ừ, thịt nhiều lắm. Rút một cây ra nè, chà bá lửa luôn. Khoan. Nếu như một cái chí quách này với một tô bún là cũng là 50.000 rồi. Đúng rồi, mà anh này nó còn có cái này là cá viên chiên bò viên. Không, cái này là bò viên. Em ơi, còn rồi tóp mỡ nè, ớt nè. Có wow. Đuôi heo trong đó nữa đó. Có đuôi heo trong này nữa hả? Ừ, có đuôi heo. Wow. Đó. Gấp cái cục này lên cái em choáng váng luôn. Gấp cái cục này lên là choáng váng luôn rồi chú anh chị. Ôi, quá xa đã luôn. Ui quá xá rồi, em chuẩn bị thêm một chén nước mắm nè, thiệt là nhiều ớt luôn nha. Trời ơi, nhiêu đây là em thấy đã đủ rồi đó. Ôi thịt nó mềm kìa, nó rất là mềm luôn. Người ta hầm từ lâu, từ sáng sớm tới giờ rồi. Cái này quán này bán buổi chiều thôi đúng không anh? Bán từ lúc 9 giờ rưỡi. 9 rưỡi sáng hả? Tới 10 giờ đêm. À, cái này em xin phép là em cầm luôn nha. Hút cái đó nghe. Hút cái này nữa hả? Không, nhưng mà chờ coi chừng nóng nha, được thật, không hẳn hút. Ăn cái ngoài trước đi. Không nắm anh này. Béo quá, tỷ béo lắm. Em lấy cái muỗng nè, em chế nước mắm lên nè. Ừ, gì đi. Đó, mình chế nước mắm lên. Ngon quá ta ca ơi. Nhật ta ca ngon quá. Nhật ta ca ngon quá ha. Rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn cô chú anh chị. Đây là một cái món mà em thấy cũng khá là mới á. Khá là mới ở Đà Lạt của chú anh chị. Hồi giờ đi Đà Lạt mình toàn ăn là bánh canh chả cá không à. Hoặc là gì ta? Lẩu gà. Cái thịt nó mềm không em? Thịt nó mềm sụm luôn. Lẩu xí quách mà. Rất là ngon luôn của chú anh chị nè. Thịt em xé ra nè. Đó, thấy cô hay chú anh chị thấy mềm chưa? Nguyên một mảng luôn. Rồi em lấy cái miếng thịt này nè, em chấm vô trong cái nước mắm. Nước mắm ớt cay thì cay nha. Ăn cái này thì dưới nước mắm mặn là đủ ngon rồi.
muốn ăn hết cái này là phải từ 3 tới 4 người lận. Mà cái này lẩu nhỏ rồi đó anh. Giờ mình rắc thêm một miếng rau vô đi. Cho rau vô nữa. Cái rau này để nguyên cọng này luôn hả sao ta? Chắc là lặt lặt ra bỏ cái cọng bớt em ấy. Giờ cọng nó sẽ bị cứng. Mình không biết cái rau này như thế nào để mình gắp mình ăn thử nha. Cái này đặc sản Tây Ninh ha, bánh canh Chảng Bàng đặc sản Tây Ninh. Vô đây là chị chế chứ. Nói chung Đà Lạt là em thấy là ẩm thực khắp vùng miền đều có hết. Đều là đặc sản của mỗi nơi là lên Đà Lạt. Tập trung tại Đà Lạt hết luôn. Này mình nhúng vô vậy mình ăn liền nè. Để mình ăn thử cái miếng rau rừng này coi. Đây là lần đầu tiên em ăn cái rau rừng này luôn á nha. Cái rau này nó rất là ngọt. Cái rau này nó ngọt, cảm giác giống như mình ăn cái rau mà rau bụng ngọt vậy đó anh. Cái rau này ăn ngon lắm anh. Đặc biệt đây đây nè, có cái rau rừng này nè. Cái rau này là em thích ăn nè. Đây. Nó ngã rồi. Mình lấy không được. Đây có cái rau này là mình thích ăn nè. Cái rau màu tím đây nè. Đó, cái rau này là nhà mình có trồng. Hình như cái thân này cũng ăn được luôn á, nhúng vô luôn đi. Cái rau màu xanh nãy ăn ngon lắm anh. Rồi bây giờ mình ăn thêm cái rau rừng màu tím tím này nữa nha. Mình gọi chung là rau rừng thôi. Rau rừng thì nó có rất là nhiều loại, đa dạng. Bữa nay mình thấy có màu xanh với màu tím với cái rau má, ba thứ. Cái rau màu tím này ngon lắm luôn á. Nó mềm mà nó ngọt mà nó thơm lắm. Cái này của em để bên đi. Đó, sôi sục sục luôn. Rồi đây gì giống mình cầm này. Không, cái trên đây thì nó không nóng. Cái thịt ở dưới thì nãy giờ thấy nó nóng rồi đó. Cô chú anh chị thấy nè, người ta để cho mình 4 cái xíu quách. Cái này á là nếu như mà cô chú anh chị ăn bánh canh hoặc là ăn hủ tiếu thì mỗi cái xí quýt này thôi người ta đã làm cho mình một tô rồi. Nhưng mà với giá mặt bằng ở Đà Lạt thì một tô đó có thể là 50.000. Trong khi cái lẩu xí quýt này thì mình thấy là ở trong đây là ta để cho mình 4 cái. Nếu mà tính ra cũng cả 200.000 ha. Còn tiền bún, tiền này tiền kia nữa. Ngoài ra thì ở trong đây còn có bò viên, nhưng mà đặc biệt để mình gấp cái này cho bà con cô bác coi nè. Còn sườn nữa nha. Còn nữa, đây đuôi heo. Mà nãy mình thấy chị để rất là nhiều đuôi heo ở trong đây. Rất là nhiều luôn. Thành ra là cái lẩu này là 200 ngàn là mình thấy là quán bán cũng rất là rẻ rồi đó. Tính là muốn rẻ nhất luôn. Bây giờ mình thử ăn cái này nha. Cái này là đặc sản của quán nha. Bây giờ này mình sẽ test ra. Rồi sau đó là mình chấm thử. Chấm luôn nguyên cái. Thịt rất là mềm. Cái này là lý do là nấu từ sáng sớm tới giờ. Mềm lắm. Rất là ngon luôn. Ngon quá. Nếu bình thường mọi người có thể ăn được hai cái xíu quét này luôn cũng được, tại vì cái xương và thịt ở ngoài cũng không bao nhiêu. Nếu mà ăn mạnh thì vẫn ăn hết được. Ngon quá. Cái đuôi nãy đâu rồi. Móng giò nè rồi móng giò nè. Còn nhiều thịt lắm chứ không phải nhiêu đó không. Này này. Đây là một cái khoanh đuôi heo.
mình chấm vô đây cho nó nguội bớt nha. Đuôi heo rất là mềm, ở ngoài có lớp da rất là dày luôn, dày xong mà tới lớp thịt, thịt xong mà tới cái xương của đuôi heo. Cái này rất là ngon. Cái này thường người ta sẽ hầm với bí đa hoặc bí rợ, rất là bổ. Hôm nay mình ăn cái lẩu này, đây là lần đầu tiên mình ăn lẩu mà có đuôi heo á. Mời cô chú anh chị nha. Ở đây còn một phanh nữa nè. Còn phanh nữa. Đây, phanh chả. Tài ca đang đi chơi banh này, lát nữa tài ca ra ăn sao nha. Tài ca cũng có một phanh rồi. Tài ca có một phanh riêng. Đây, nước sôi quá à. Để nước sôi chắc mình lật rau bỏ vô đi. Cái rau này nó rườm rà nè, bỏ vô bớt. Nãy anh chưa, mình chưa có ăn rau. Anh ăn thử cái rau thì ngon lắm. Mình có thêm một cái dĩa bún nữa nè, ăn là no luôn đó. Cái rau đó nè. Cái rau này ngon lắm á. Ở trong đây còn rất là nhiều móng heo nè, giò heo nè. Em, bò viên cũng nhiều nghe. Xong rồi chưa? Đuôi heo á, là tới hình nãy hình như thấy chị để 4-5 khúc lận. Hồi nãy á, em quên nói anh á, là thay vì lấy bún mình lấy sợi bánh canh. À bánh canh hả? Lấy sợi bánh canh để mình ăn chung với cái này. Rồi cũng sao anh thấy bún thì cũng được. Cũng được, cũng ngon. Ở đây có đặc sản là cái bánh canh. À không, hồi nãy anh thấy cái sợi bánh canh nó bự. Đặc sản ở đây là bánh canh nó cũng bự. Giờ này mình thấy quán bắt đầu đông khách nữa nè. Mình giải quyết xong cái cù lẳng này coi. Rồi mình còn thưởng thức cái khác nữa. Mỗi cái này nè, người ta cho mình một cái ống hút để mình hút cái thịt. Hút này hút từ từ thôi nha. Hút cái này em rút cái ống hút ra rồi. Ừ, cái này mà hút từ từ thôi chứ lỡ hút quá nhiều quá nó sặc á. Tại cái món ăn người ta thiết kế vậy á. Đúng rồi, ăn vậy nó mới đúng. Nhưng mà phải có cái ống hút inox á hả? Thôi cái đó dài lắm. Có ống hút inox thì nó hay hơn. Nè, coi nè. Này là nãy giờ mình ăn nãy giờ nè. Nãy giờ em cũng ăn một cục chưa xong nữa. Ngon quá. Cái thịt nó mềm à, cái thịt nó thì nó cũng không có dính vô cái này bao nhiêu, tại nó hầm lâu á. Thành ra là gan yếu vẫn ăn được nha. Đặc biệt hết cỡ luôn. Đặc biệt nhất là cái món này. Mình thấy xung quanh giờ người ta đang kêu món này nhiều lắm luôn. Đa số mọi người tới đây là đều gọi món này. Ăn thử cái bò viên coi. Có cái rau gừng nữa nè. Sẽ làm bánh canh chẳng bàn. Tức là cái xương này người ta hầm để nấu nước làm nấu bánh canh. Nhưng mà vô tình là cái món này là thành cái món best seller của quán luôn. Rau gừng. Ở trên tường á, người ta có để rau rồi xong đó là có cái tên rau vậy, thấy không? Không thấy không? Cái rau mình mới ăn gọi là rau bí bái. Rau gừng của người ta là gồm là sao nhái nè. Sao nhái, để coi. Sao nhái chắc là để cuốn bánh chén nè. Xong mì quế quỵ. Rau mặt trăng. Em ơi, rau mặt trăng nhìn đi ghen như là cái đọt mặn á. Lá mặn. Rồi trăm ổi nè, lọc vừng, bí bái, chòi mồi, lá cách, lá cốc. Mình nói là rau gừng thôi, có lá cốc là không phải là rau gừng rồi đó. Củ sắn nè, củ cải trắng. Đúng như cô lúc nãy nói, cái này mình ăn từ từ thôi. Nếu mà hết rau thì mình có thể kêu rau thêm. Cái cuối cùng nó bự quá em. Đó, cô chú anh chị thấy không? Này là cái xí quách cuối cùng nè. Rất là lớn luôn. Rất là bự luôn, rất là bự luôn.
Cái này là cái bự nhất. Bự nhất luôn em ơi. Anh với em chia nha. Nè em cắm cái này em chấm cái ngon nè, nó vừa chấm. Nó bự nhưng mà nó cũng rất là mềm. Mình cắt ra về là ăn là không khéo là bị phỏng đi. Nóng lắm á. Đây cho em thịt. Wow. Rồi anh lấy cái này anh chấm. Xi cù lẳng, xi quách. Như quê miền Tây mình gọi là cù lẳng. Cù lẳng này đây đi đâu mới có? Mình xem. Cù đâu? Đi đâu mới có? Ví dụ như ở đâu quán nào nó có bán cái này á. Này thường tao bán hủ tiếu. Hủ tiếu mới có hả? Hủ tiếu bánh canh chứ không ai bán lẩu này trơn á. Mời cô chú anh chị tiếp tục nha. Quá ngon luôn rồi. Ngon quá. Bò viên quá chừng luôn nè. Mình thấy nó bự tưởng nó cứng quá không? Nhưng mà nó vẫn mềm. Nếu mà chỉ có xíu quách không á thì lẩu này hai đứa mình ăn là cũng cũng hết. Nhưng mà thật sự là trong đây còn rất là nhiều cái thứ khác nữa. Có đuôi heo nè. Cái đuôi heo quá ngon luôn. Đó, nguyên một cái đuôi heo luôn. Đặc biệt là cái rau nó rất là ngon á. Rau ngon dữ lắm luôn. Giờ này mình về bà con ơi. Bánh canh chẽn bèn Tây Ninh nè. Ngoài ra thì có cá tai tượng chiên xù nữa. Thịt luộc cuốn bánh rau rừng. Rồi có thêm bò cuốn lá lốt, nhiều món dữ lắm luôn. Nếu mà cô chú anh chị có đi du lịch Đà Lạt thì ghé quán để ủng hộ nha. Chị chủ rất là dễ thương. Bye bye. Bye bye, xin chào. Bye bye, xin hẹn gặp lại cô bé anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.